Cách 2 thì mình sẽ vào phần menu tài nguyên và mình kéo xuống dưới khám phá các loại chiến dịch này, thì mình chọn một loại chiến dịch nào đó, ví dụ như mình chọn chiến dịch tìm kiếm và chọn bắt đầu. Sau đó mình kéo xuống chọn bắt đầu ngay. Mình sẽ chọn bắt đầu ngay và nó sẽ load một cái chiến dịch. Rồi nó hiển thị lên chiến dịch mới này, thì mình không chọn tiếp tục mà mình nhấp chọn và chuyển sang chế độ chuyên gia, thì nó sẽ đi theo cái con đường tắt để mà đăng nhập đăng ký một tài khoản Google Ads. Rồi, thì tất cả những chiến dịch mới nó hiện ra, thì bao gồm chiến dịch doanh số, khách hàng tiềm năng vân vân, quảng bá ứng dụng, thì trong những cái chiến dịch này thì mình sẽ nói sau. Nhưng bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản, thì mình sẽ nhấp chọn vào cái dưới này nè, tạo tài khoản mà không cần tạo chiến dịch. Đấy, thì khi kích vào đó thì nó hiển thị lên xác nhận thông tin doanh nghiệp của bạn, thì trong phần này gồm có quốc gia thanh toán là Việt Nam, múi giờ Việt Nam và tiền tệ cùng Việt Nam đồng, và chúng ta bấm gửi ha. Thì rồi trong phần này thì xin chúc mừng bạn đã hoàn tất quy trình thiết lập và kích vào khám phá tài khoản của bạn ha. Đấy, kích vào đây. Thì như vậy đến phần này thì mình đã tạo xong cái tài khoản Google Ads rồi. Khi kích vào thì nó sẽ hiện ra là chiến dịch mới này, thì mình có thể là tạo ra chiến dịch mới ở trong cái tài khoản dashboard này rồi. Hoặc là mình vào trong công cụ và cài đặt ở trên bên phải này nè, thì mình chọn là lập hóa đơn và thanh toán ha. Mình nhấp vào lập hóa đơn và thanh toán. Rồi, trong cái mục là thông tin thanh toán mới hiện ra, thì quốc gia thanh toán là mình chọn Việt Nam ha. Và mình kéo xuống phía dưới, thì ở đây là cái cách bàn thanh toán, thì mình sẽ chọn thanh toán ở mục thủ công này, thì mình sẽ nhập vào một số tiền mình cần chạy quảng cáo, nhập vào bao nhiêu thì mình chạy bao nhiêu. Trong phương thức thanh toán Google Ads thì nó gồm có hai phương thức thanh toán, đó là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, và hoặc là Momo. Đấy, các bạn nhập thẻ Visa của mình vào đây để thanh toán ha. Và sau đó bạn click vào tôi đồng ý với các điều khoản của Google Ads, và sau đó mình bấm gửi thôi. Đấy, thì như vậy là có hai cách để mà mình tạo ra một cái tài khoản Google Ads một cách nhanh chóng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.